Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân Bình Ngân Sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Phần tin kinh tế thế giới mở đầu với bản tin Tổng thống Ukraine tổ chức các cuộc gặp gỡ hiệu quả với các nhà lãnh đạo Liên Âu. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp gỡ hiệu quả với người đồng cấp Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu. Ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là mạng Twitter, rằng hai vị lãnh đạo đã thảo luận về chương trình hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine, bao gồm các dụng cụ thiết bị phòng không, pháo binh và hệ thống chống máy bay không người lái bổ sung. Ông Zelensky ngỏ lời cảm ơn Tây Ban Nha vì đã ủng hộ nguyện vọng gia nhập Liên Âu của Ukraine, đồng thời thêm rằng chính phủ Ukraine đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Âu trong nhiệm kỳ Tổng thống Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã gặp người đồng cấp Ý là Thủ tướng Giorgia Meloni và viết trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội rằng ông rất vui được gặp bà với thông điệp cùng nhau chúng ta đang bảo vệ sự thống nhất của châu Âu và bảo vệ các quốc gia của chúng ta cũng như luật pháp quốc tế. Phát biểu với các nhà báo trên đường tới hội nghị thượng đỉnh ở Granada, Tây Ban Nha, ông Zelensky đã cho biết thách thức lớn nhất của châu Âu là duy trì sự thống nhất của mình. Air France KLM trở thành cổ đông lớn của hãng hàng không Scandinavia hoặc là SAS. Air France KLM đã trở thành cổ đông lớn của hãng hàng không Scandinavia hay còn được gọi là SAS. Điều này xảy ra vào khoảng một năm sau khi SAS nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đây là những điều mà CEO của hãng Air France KLM là ông Ben Smith nói về hành động này. Chúng tôi đã xem xét hãng SAS một thời gian. Tuy công ty này không phải là mới và không phải là vị trí số 1 trong danh sách của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi phải thống nhất ý kiến trong nhóm, tuy không phải ai cũng đồng ý, chúng tôi đã quyết định tìm nguồn tài trợ. Chúng tôi có quyền lựa chọn trong 2 năm để nhận số cổ phần lớn hơn nhiều. Chúng tôi cảm thấy rằng trạng thái khởi đầu 19% này là một cách tuyệt vời để có thể bảo đảm thị trường đó, đưa hãng hàng không SAS vào SkyTeam và bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển SAS hết tiềm năng của nó. Dạng san hô mới được tạo ra ngoài khơi bờ biển Whitburn ở miền Bắc Anh Quốc. Dạng san hô mới được tạo ra ngoài khơi bờ biển Whitburn, miền Bắc nước Anh là một sáng kiến đáng hoan nghênh nhằm giúp khôi phục quần thể oyster, tức là loài hào châu Âu đang bị đe dọa. Hào là loài chủ chốt trong hệ sinh thái biển, cung cấp môi trường sống cho các sinh vật biển khác và lọc nước để cải thiện phẩm chất nước. Dạng san hô được tạo ra bằng cách lắng đọng hơn 750 tấn đá cũ và vỏ sò xuống đáy biển để cung cấp một nền tảng vững chắc cho hào bám vào và phát triển. Người quản lý dự án này bày tỏ sự lạc quan rằng 10.000 con hào sẽ bắt đầu sống, sinh sản và phát triển trên dạng san hô mới trong thời gian tới. Việc suy giảm số lượng hào thiên nhiên bản địa ở Anh Quốc là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm mất môi trường sống, khai thác quá mức, ô nhiễm và bệnh tật. Dạng san hô mới sẽ giúp giải quyết một số thách thức này bằng cách cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh cho loài hào. Ngoài lợi ích sinh thái, hào còn là nguồn thực phẩm quý giá. Dạng san hô mới còn có khả năng hỗ trợ nghề đánh bắt hào bền vững trong tương lai. Indonesia khai trương chuyến tàu cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á. Indonesia đã khai trương chuyến tàu cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á vào ngày thứ Hai 1 tháng 10 năm 2023 trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo. Tàu cao tốc Jakarta Bandung hiện kết nối hai thành phố lớn nhất Indonesia và là Jakarta và Bandung chỉ trong vòng 40 phút, giảm mất nhiều thời gian so với 3 tiếng đồng hồ trước đó. Dự án này là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường của Trung Quốc và phần lớn được tài trợ bởi các công ty nhà nước của Trung Quốc. Bất chấp những thách thức, việc khai trương tàu cao tốc Jakarta-Bandung là một cột mốc quan trọng đối với Indonesia.
Đó là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển của Indonesia và cam kết phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước này. Tuyến tàu này cũng được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế tại khu vực Bandung. Tàu cao tốc Jakarta-Bandung là một bước phát triển quan trọng đối với toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Đây là chuyến tàu cao tốc đầu tiên trong khu vực và sẽ tạo tiền lệ cho các dự án đường sắt cao tốc trong tương lai. Chuyến tàu cũng sẽ giúp tăng cường kết nối và thương mại giữa Indonesia và các nước láng giềng. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái trong lúc giới đầu tư hy vọng phục hồi. Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới của Trung Quốc đang suy thoái. Giá cả hàng hóa và dịch vụ đang giảm, thị trường bất động sản đang trong tình trạng khan hiếm tiền mặt và tỷ lệ thất nghiệp trong giới thanh niên tệ đến mức chính phủ đã ngừng công bố con số đó. Một số chính quyền địa phương túng quẫn đến mức phải cắt trợ cấp y tế cho người cao niên, dẫn đến các cuộc biểu tình. Bất chấp những thách thức này, giới chức chính phủ Trung Quốc vẫn mong muốn cho thế giới thấy một khía cạnh khác của nền kinh tế Trung Quốc. Họ tập trung phô trương các nhà máy nhộn nhịp, những khu thương mại tự do và các khu công nghiệp rải rác với các công ty quốc tế. Về mặt chính thức, nền kinh tế Trung Quốc đang được cải thiện dựa trên tổng sản lượng nội địa GDP, nhưng sự phục hồi kinh tế không nhanh như nhiều nhà đầu tư mong đợi. Chính phủ Trung Quốc đang tìm nguồn đầu tư nước ngoài và các nhà máy để giúp khởi động nền kinh tế, đồng thời nâng cấp các ngành công nghiệp chủ chốt như công nghệ để trở nên tự chủ hơn. Các kinh tế gia nói rằng sự suy thoái của Trung Quốc sẽ có tác động đến mọi quốc gia khác trên thế giới thông qua những ảnh hưởng đến nhu cầu và giá cả. Giải thưởng Nobel Hóa học được trao cho công trình khám phá chấm lượng tử. Hai khoa học gia người Mỹ và một nhà vật lý học người Nga sống tại Mỹ đã giành được giải Nobel Hóa học nhờ khám phá ra quantum dots, tức là chấm lượng tử. Những người thắng giải Nobel là Monji Bawendi, giảng viên tại Đại học MIT, Louis Bruce của Trường Đại học Columbia và đồng nghiệp của họ, nhà vật lý học người Nga Alexei Ekimov. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải thưởng danh dự vào thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023 tại Stockholm. Chấm lượng tử được định nghĩa là thành phần nhỏ nhất của công nghệ nano. Chúng có một số ứng dụng thực tế để sử dụng trong đèn LED, màn ảnh TV và thậm chí có thể giúp hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật khi họ loại bỏ mô ung thư. Trong một thời gian dài, các khoa học gia đã từng nghĩ rằng việc tạo ra những hạt nhỏ như quantum dots là điều không thể thực hiện. Nhưng năm nay, các khoa học gia đoạt giải Nobel Hóa học đã thành công khi họ làm được điều đó. Tên của những người chiến thắng đã vô tình bị rò rỉ bởi các phương tiện truyền thông Thụy Điển vào sáng sớm thứ Tư trước khi giải Nobel được công bố như lệ thường. Ông Johan Akvist là chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học cho biết, một trong những tính chất hấp dẫn và khác thường của chấm lượng tử là chúng thay đổi màu sáng tùy thuộc vào kích thước hạt, trong khi vẫn giữ cấu trúc nguyên tử không thay đổi. Giải thưởng đã có hơn một thế kỷ này do Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng, trị giá 11 triệu crown Thụy Điển, tương đương với 1 triệu Mỹ Kim. Những thành phố xây dựng ở vùng có nguy cơ lũ lụt cao đã tăng 122% trong 3 thập niên. Nhiều thành phố đang được xây dựng ở những khu vực có nguy cơ lũ lụt cao, đó là theo khám phá của một nghiên cứu gần đây. Bản báo cáo cho biết, từ năm 1985 kéo dài trong 3 thập niên, số lượng khu định cư ở những vùng dễ bị lũ lụt đã tăng lên tới con số khổng lồ là 122%. Các nhà nghiên cứu đã xem xét nguy cơ lũ lụt toàn cầu và dữ liệu về dấu chân định cư hàng năm để hiểu những nhóm dân cư nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nguy cơ lũ lụt. Họ tìm thấy rằng khi số lượng dân cư trên thế giới tăng lên 85%, thì quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh hơn nhiều ở những vùng có nguy cơ lũ lụt cao. Có nhiều lý do khiến cho số lượng công trình xây dựng trên đất dễ bị lũ lụt tăng lên. Nhưng sự khan hiếm đất đai là nguyên nhân chính. Vùng đất an toàn hơn nước trước lũ phần lớn đã được xây dựng sẵn, có nghĩa là sự phát triển mới đang diễn ra không cân đối ở những vùng đồng bằng ngập lũ và các khu vực khác mà trước đây lẽ ra cư dân phải tránh xây dựng khu gia cư. Báo cáo cho thấy, ví dụ tại Việt Nam, nơi có khoảng 1/3 diện tích đất ven biển được xây dựng, các dự án phát triển mới đang bị đẩy vào vùng đất nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu cho biết khả năng tiếp xúc với tất cả các loại lũ lụt cũng đang gia tăng, nhưng họ lưu ý tình trạng dễ bị tổn thương do lũ lụt vùng ven biển đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất. Khu vực Đông Á và khu vực Thái Bình Dương là những nơi có nguy cơ lũ lụt cao nhất và nguy cơ thấp nhất ở Bắc Mỹ và ở châu Phi vùng cận Sahara. Tổng thống Biden có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc tại San Francisco, Hoa Kỳ. Quá trình hoạch định đã được tiến hành cho một cuộc gặp mặt trực tiếp có thể xảy ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới, theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Cuộc gặp gỡ tiềm năng sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa cho biết liệu rằng Chủ tịch Tập có tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 hay không.
Nếu cuộc gặp mặt diễn ra, đây sẽ là một cuộc đàm phán trực tiếp thứ nhì giữa hai nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất và nhì trên thế giới. Hai người gặp nhau lần cuối tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Biden đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc mặc dù căng thẳng kinh tế và quân sự sâu rộng vẫn còn tồn tại giữa hai quốc gia. Quốc hội Hoa Kỳ tê liệt vì Hạ viện cần một chủ tịch mới. Chỉ còn vài tuần nữa, lưỡng viện Quốc hội phải thông qua một ngân sách tài khoá mới để ngăn chặn việc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa. Nhưng Hạ viện đang hỗn loạn. Ông Kevin McCarthy đã bị phế truất chức chủ tịch Hạ viện trong một cuộc biểu quyết lịch sử hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 10. Và bây giờ Đảng Cộng Hòa hiện đang nỗ lực tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới. Dân biểu Kevin McCarthy đã thề sẽ không tranh cử chức chủ tịch Hạ viện nữa sau cuộc bỏ phiếu chưa từng có khiến Hạ viện rơi vào tình trạng không có chủ tịch vì ghế này hiện bỏ trống. Dân biểu Kevin McCarthy nói, thật không may 4% thành viên quốc hội của chúng ta có thể tham gia cùng tất cả các đảng viên đảng Dân Chủ và quyết định ai có thể đảm đương chức chủ tịch đảng Cộng Hòa trong Hạ viện này. Tôi không nghĩ quy tắc đó là tốt cho thể chế, nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất nghĩ như vậy. Đề nghị bãi nhiệm ông McCarthy được đệ trình bởi dân biểu Matt Gaetz là người cùng với 7 thành viên đảng Cộng Hòa khác bỏ phiếu lật đổ cựu chủ tịch. Với phiếu bầu của đảng Dân Chủ, đề nghị đã được thông qua với tỷ lệ 216 thuận trên 210 chống. Dân biểu Austin Scott thuộc đảng Cộng Hòa từ Georgia đã phân phàn nàn. 8 người đó là những người theo chủ nghĩa vô chính phủ và họ là thành viên của cuộc họp kín hỗn loạn. Thời gian làm chủ tịch Hạ viện của ông McCarthy là thời gian ngắn thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ và đã gặp phải nhiều cuộc đấu đá nội bộ về cắt giảm chi tiêu, an ninh biên giới và cung cấp viện trợ cho Ukraine. Giờ đây, cuộc đua dành cho các đảng viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện để bầu ra chủ tịch mới vì một lần nữa chính phủ Hoa Kỳ lại có thể phải đóng cửa trong vòng 44 ngày nữa vì thiếu ngân sách chi tiêu. Một số cái tên đã nổi lên như những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí chủ tịch Hạ viện, bao gồm cả lãnh đạo khối đa số Hạ viện Steve Scalise, chủ tịch tư pháp Hạ viện dân biểu Jim Jordan. Trong thời gian chờ đợi thì dân biểu Patrick McHenry của North Carolina sẽ giữ chức chủ tịch lâm thời. Chính quyền Biden bãi bỏ 26 luật liên bang để xây tường biên giới Mỹ-Mễ. Chính quyền Tổng thống Biden sẽ bãi bỏ hơn 20 luật liên bang Hoa Kỳ để xây dựng thêm bức tường biên giới. Đó là theo một thông báo được đăng trên cơ quan liệt kê hoạch định liên bang vào ngày thứ Tư. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết trong hồ sơ hoạch định rằng Bộ Nội an Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rằng việc lách luật là cần thiết. Ông gọi khu vực ở thung lũng Rio Grande dọc biên giới Mỹ với Mexico là khu vực có sự xâm nhập bất hợp pháp cao. Dữ liệu liên bang cho thấy lực lượng tuần tra biên giới báo cáo gần 300.000 cuộc chạm trán với khu vực thung lũng Rio Grande từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 8 năm nay. Sự gia tăng của người di cư đã gây căng thẳng cho các nguồn lực của liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ, đồng thời gây ra mối lo ngại ở các thành phố trên toàn quốc. Theo thông báo, việc xây dựng hàng rào sẽ được thanh toán thông qua dự luật phân bổ 2019. Số tiền đó được phân bổ đặc biệt cho mục đích kể trên. Tuần này, các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ sẽ gặp những người đồng cấp Mexico tại thành phố Mexico City để đàm phán an ninh thường niên. Vấn đề di cư được dự kiến sẽ là một chủ đề thảo luận chính. Bộ Nội an Hoa Kỳ bắt đầu trục xuất người di cư Venezuela về nguyên quán. Chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch bắt đầu lại việc trục xuất người Venezuela trực tiếp về lại Venezuela. Các quan chức chính quyền cao cấp đã đưa ra thông báo hôm thứ Năm ngày 5 tháng 10 và nói rằng hành động này là nhằm cố gắng hạn chế dòng người vượt biên cao kỷ lục ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Quá trình trục xuất người Venezuela đã được tiến hành với một số người di cư đã được xác định là sẽ được đưa về quê hương của họ. Điều đó dựa trên những người vượt biên trái phép và không thể chứng minh được cơ sở pháp lý để ở lại nước Mỹ. Người Venezuela chiếm tỷ lệ lớn trong các cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thường thường không thể trục xuất họ vì quan hệ ngoại giao căng thẳng với chính quyền Venezuela. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Venezuela hiện nay đang đồng ý nhận lại công dân của họ. Cuộc đình công của chuỗi bệnh viện Kaiser Permanente dự kiến đạt được thỏa thuận. Hàng chục ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe của Liên đoàn Kaiser Permanente tiếp tục đình công vào ngày thứ Năm 5 tháng 10. Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng đã không thành hiện thực hôm thứ Tư. Nhưng theo giới chức của chuỗi bệnh viện Kaiser Permanente, một số tiến bộ hướng tới một thỏa thuận đã được thực hiện. Ngoài những lo ngại về nhân sự, các yêu cầu khác của hơn 75.000 nhân viên thuộc nghiệp đoàn chăm sóc sức khỏe bao gồm phúc lợi tốt hơn và lương cao hơn. Chuỗi bệnh viện Kaiser Permanente phục vụ gần 13 triệu người ở Hoa Kỳ và cuộc đình công này có ảnh hưởng sâu rộng. Ông Christopher Case là giáo sư khoa quản lý Đại học George Washington cho biết, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều người có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chậm hơn. Họ có thể phải đổi các cuộc hẹn sắp tới vì họ có thể không có được quyền truy cập mà họ thực sự cần ngay bây giờ.
Kaiser Permanente đã đưa ra một tuyên bố hôm tối thứ Tư, cho biết mặc dù việc giải quyết hợp đồng vẫn còn trong tình trạng lấp lửng, nhưng nhiều thỏa thuận dự kiến đã đạt được. Cuộc đình công dự chủ kết thúc vào thứ Bảy tuần này, nhưng nghiệp đoàn cho biết một cuộc đình công lâu hơn có thể được tổ chức vào tháng 11 nếu như họ vẫn không đạt được thỏa thuận nào. Các giới chức của hệ thống bệnh viện Kaiser Permanente cho biết họ sẽ liên lạc lại với các lãnh đạo công đoàn để đưa ra lời kêu gọi tái thương lượng trong thời gian càng sớm càng tốt. Các nhà sản xuất thuốc đồng ý thương lượng với giá thuốc, thưa quý vị, với Medicare. Các nhà sản xuất 10 loại thuốc ban đầu được chọn cho chương trình thương lượng giá của Medicare đã đồng ý tham gia vào sáng kiến lịch sử này. Các quan chức chính quyền Biden đã đưa ra thông báo ngày thứ Ba 3 tháng 10. Các nhà sản xuất thuốc bao gồm Bristol-Myers Squibb, Merck, Johnson & Johnson, Janssen Division, Novo Nordisk và AstraZeneca, cùng với nhiều dược phẩm khác. Bây giờ thì họ sẽ dành nhiều tháng để đàm phán với các trung tâm dịch vụ y tế và trợ cấp y tế để xác định mức giá hợp lý tối đa cho sản phẩm của họ. Cơ quan này sẽ công bố mức giá đã được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 9 năm 2024. Giá này sẽ có hiệu lực vào năm 2026. Bất chấp quyết định của các công ty, họ vẫn không từ bỏ nỗ lực lật ngược chương trình thương lượng giá tại tòa án, ngay cả sau khi ngành này đã thua trong một cuộc chiến pháp lý đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước. Tòa Bạch Ốc đã báo trước sự tham gia của các nhà sản xuất vào chương trình được ủy quyền bởi đạo luật giảm lạm phát mà Đảng Dân Chủ đã thông qua Quốc hội hồi năm ngoái. Nhưng ngành công nghiệp dược phẩm đang tiếp tục cố gắng ngăn chặn quá trình thương lượng giá. Các nhà sản xuất và tập đoàn công nghiệp đã đệ trình nhiều vụ kiện lên tòa án liên bang trên khắp nước Mỹ. Mỗi công ty đều cho rằng chương trình này vi hiến theo nhiều cách khác nhau. Thuốc giảm cân gây trở ngại tiêu hóa cho hàng ngàn người. Giảm bớt tình trạng béo phì có thể tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy một số loại thuốc giảm cân có thể gây ra các trở ngại về sức khỏe nghiêm trọng. Cuộc nghiên cứu xem xét các loại thuốc tiêm phổ biến như là Wegovy, Ozempic, Saxenda và Victoza. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học British Columbia cho biết rằng những loại thuốc này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, trong số đó có bệnh liệt dạ dày, bệnh viêm tụy và tắc nghẽn ruột. Tuy những trường hợp bệnh này rất hiếm, nhưng có hàng chục triệu người dùng thuốc, cho nên các nhà nghiên cứu lưu ý rằng một tỷ lệ nhỏ các trường hợp bệnh có thể làm tăng số người bệnh lên nhanh chóng và cuối cùng có thể liên quan đến hàng trăm ngàn biến chứng. Cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa của Hội Y khoa Hoa Kỳ JAMA sử dụng mẫu ngẫu nhiên từ hơn 10 triệu con đơn yêu cầu chi trả tiền thuốc từ các hãng bảo hiểm y tế. Các loại thuốc này ban đầu được phát triển để giúp những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát lượng đường trong máu, nhưng sau đó thì được khám phá là có hiệu quả trong việc giảm cân. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức thấp ổn định 207.000. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp ổn định trong tuần trước, chỉ còn 207.000, tức là vẫn ở dưới mức trung bình lịch sử và trước thời đại dịch COVID-19. Các nhà phân tích phố Wall kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ giảm trong bản báo cáo việc làm hôm thứ Sáu. Đây là tin tốt cho nền kinh tế Mỹ vì nó cho thấy thị trường lao động vẫn còn mạnh mẽ. Tỷ lệ thất nghiệp thấp cho thấy các nhà tuyển dụng vẫn đang tuyển dụng người và có thể có rất ít người bị sa thải. Điều này có thể là do nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 và các nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn trong việc tìm nhân viên có kỹ năng và có trình độ. Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm trong bản báo cáo việc làm thì đó sẽ là một dấu hiệu nữa cho thấy sức mạnh của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn có nghĩa là có nhiều người hơn có thể làm việc và nền kinh tế đang phát triển. Đây là tin tích cực cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp. Nhưng đây cũng là lý do khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với nạn lạm phát dai dẳng. Lãi suất nợ nhà tiếp tục tăng lên gần 7.5%, ảnh hưởng đến doanh số bán nhà. Khả năng mua nhà của người Mỹ hiện nay đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Hôm thứ Năm, Freddie Mac đã báo cáo rằng lãi suất nợ nhà ở Mỹ đã tăng lên 7.49% trong tuần này, còn số này tăng so với mức 7.31% của tuần trước. Nhà kinh tế trưởng của Freddie Mac cho có loại tín dụng tốt nhất. Những người mua nhà tiềm năng rất nhạy cảm với lãi suất thường thường rút khỏi thị trường gia cư khi lãi suất tăng cao. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ. Tại Mỹ, bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một số khán giả về hậu quả của thói quen thay đổi việc làm trong thời điểm thị trường lao động đang hỗ trợ người tìm việc. Và sau đây là phần trả lời. Thói quen thay đổi việc làm và hậu quả lúc nghỉ hưu. Nhảy việc hoặc là đổi việc thường xuyên là điều phổ biến ở những người lao động trẻ tuổi. Nhưng các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng thói quen này có thể gây ra hậu quả khi họ nghỉ hưu. Resume Lab gần đây đã thăm dò ý kiến của hơn 1.100 nhân viên thuộc thế hệ Gen Z trưởng thành, chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 26.
Kết quả thăm dò cho thấy 83% cho biết họ xem việc thay đổi công việc thường xuyên là cách cải thiện kỹ năng và tiếp tục công việc nhanh hơn. Nhảy việc cũng có thể giúp tăng mức lương sớm hơn, theo một số nhà lập pháp và lập kế hoạch nghề nghiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận mang tính du mục này khiến cho nhiều nhân viên trẻ có thể đánh mất mục tiêu tài chính dài hạn của mình. Một cố vấn tài sản của Paragon Capital Management cho biết, một số người hãy quên chuyển tiền tiết kiệm hưu trí từ công ty này sang công ty khác. Họ không chuyển cái số tiền sau khi họ đã nghỉ việc, thưa quý vị. Nhìn chung thì có 3 lựa chọn về quỹ hưu trí khi thay đổi việc làm: chuyển tiếp, chuyển đổi hoặc là rút tiền mặt. Thứ nhất, nếu bạn chuyển số tiền trong quỹ hưu trí 401k của mình vào một quỹ mới tại công ty mới mà mình làm việc, gọi là rollover, thì thường có thể tiếp tục hoãn trả mọi khoản thuế và có một nguồn vốn để tiếp tục tích lũy tài sản cho sau này. Thứ hai, nếu không được phép chuyển tiền sang quỹ mới, thì hãy chuyển đổi tài sản trong quỹ 401k của bạn thành tài sản trong chương mục Roth IRA. Tuy làm điều này, bạn phải trả trước một số tiền thuế lợi tức đã được hoãn, nhưng những nhân viên trẻ tuổi thường thường phải đóng thuế dựa trên khung thuế thấp hơn so với người ta vào tuổi nghỉ hưu. Thứ ba là rút tiền từ quỹ hưu trí 401k. Hầu hết việc các chuyên gia tài chính đều khuyên nên thận trọng, tránh lựa chọn rút hết tiền từ quỹ hưu trí, bởi vì các khoản thuế và tiền phạt khi rút tiền trước tuổi 59,5 rất cao. Sau đó thì họ phải làm lại từ đầu, lập ra khoản tiết kiệm hưu trí tại nơi làm việc mới. Cách tốt nhất của quý vị là hãy hỏi phòng nhân sự của công ty hiện nay mình đang làm việc để biết chính xác quy định về quỹ hưu trí hiện có trước khi quyết định đổi việc. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.